những ngày qua, tại các huyện miền núi tỉnh Nghệ An đã có hơn 1.000 con gia súc chết vì đợt giá rét. Bà con nông dân tích cực may bạc, đốt lửa, che chắn chuồng trại để ngăn trâu bò chết rét. Biết tin về một đợt rét đậm, rét hại kéo về, gia đình ông Vi Văn Bốn ở xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An khẩn trương đưa hai con trâu chăn thả trong rừng về nhà nuôi nhốt. Khi thời tiết giảm nhiệt độ kèm mưa thì gia đình tôi cũng chủ động dùng bạc quây kính chuồng tránh gió lùa đồng thời dùng trấu để rải lên sàn chuồng chống ẩm và ấm hơn và không thả trâu nếu nhiệt độ dưới 12 độ C. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương ký cam kết các hộ chăn nuôi tuyệt đối không thả rông gia súc trong mùa đông. Những hộ chăn nuôi nào cố tình thả rông gia súc không thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét nếu bị thiệt hại thì không hỗ trợ thiệt hại theo quy định của nhà nước. Theo quyết định 48 năm 2017 của ủy ban dân tỉnh nghệ an quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh mức hỗ trợ như bê cái hướng sữa đến 6 tháng tuổi hỗ trợ 3 triệu đồng một con bò sữa trên 6 tháng tuổi hỗ trợ 10 triệu đồng một con trâu bò thịt ngựa đến 6 tháng tuổi hỗ trợ 2 triệu đồng một con trên 6 tháng tuổi hỗ trợ 6 triệu đồng một con.